Francis là một tỷ phú gốc Ba Lan. Ông ấy là chủ một tập đoàn xây dựng lớn ở Pháp, hiện đang sống tại Monaco, một thiên đường nhỏ vô cùng quyến rũ. Philip, Stella và Alexandra là những cậu ấm cô chiêu nhà Francis. Cuộc sống của họ chìm ngập trong sự xa hoa, ba người con chỉ biết hưởng thụ và vô cùng hư hỏng. Stella thì dành cả ngày để mua sắm hàng hiệu và những đồ trang sức đắt tiền, trong khi Alexandra thì chơi bời lêu lỏng và có sở thích ngủ với phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Họ vô cùng thua lỗ và cư xử tệ bạc với những người hầu của mình. Anh chàng Philip này cũng thế, tiệc tùng thâu đêm, lượn lờ bằng những chiếc siêu xe đắt tiền. Anh ta chẳng làm nên tích sự gì ngoài việc đề xuất những ý tưởng kinh doanh điên rồ. Thậm chí anh ta còn kêu gọi vốn đầu tư từ cha của mình cho một dự án ngớ ngẩn, đó là sản xuất kinh doanh quần lót điều hòa hay xì gà điện tử. Mặc dù trợ lý của Francis là Ferruccio cho rằng đó là một ý tưởng nực cười, nhưng Francis không nỡ từ chối các con bất cứ điều gì kể từ khi vợ ông qua đời. Sau khi Philip rời đi, Ferruccio ngăn cản việc Francis cấp vốn cho Philip, đồng thời khuyên ông ấy hãy nghiêm khắc hơn với những đứa con của mình. Tuy nhiên ông ấy cho rằng chúng đã mất mẹ từ nhỏ nên ông không muốn làm chúng tổn thương. Stella yêu một người đàn ông tên là Carlos. Anh ta là một kẻ lười biếng, trăng hoa và hay đào mỏ. Trong khi nghe Carlos chơi đàn, Stella cảm thấy khó chịu vì không thấy người phục vụ đồ uống. Cô ấy mất kiên nhẫn lập tức đi xuống nhà bếp và bắt đầu quát tháo những người hầu. Đúng lúc đó cô gặp một người bạn cũ tên là Matthias. Thì ra anh ấy là một người phục vụ mới đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Stella. Tiếng nhạc sôi động bắt đầu nổi lên. Một bữa tiệc sinh nhật xa hoa được tổ chức với những chai rượu sâm banh cổ có giá lên đến 31.000 euro mỗi chai. Bữa tiệc của những đứa con của giới siêu giàu. Carlos bắt đầu thể hiện đẳng cấp mở sâm banh chẳng giống ai của mình. Mặc dù thất bại là do lỗi của anh ta, tuy nhiên anh ta lại đổ lỗi cho người phục vụ cầm chai sâm banh đã cử động khiến anh ta làm hỏng chai rượu. Chứng kiến những cảnh tượng đó, người cha chỉ biết lắc đầu. Một lúc sau, Stella dẫn Carlos vào gặp cha của mình. Anh ta bắt đầu nói hư nói vượn vòng vo tam quốc kể về tình yêu của mình với Stella. Francis chẳng nói chẳng rằng đi đến chiếc tủ lấy ra khẩu súng, nhưng ông ấy chỉ có ý định lau nó và nói rằng đó là khẩu súng mà bố ông ấy từng dùng để tống khứ lũ gà rừng làng vàng quanh nhà của họ. Tuy nhiên, Carlos vẫn không từ bỏ ý định đào mỏ của mình. Anh ta thẳng thừng đề nghị muốn được kết hôn với Stella, nhưng khi ông bố hỏi về công việc và tương lai của anh ta thì Carlos tỏ ra lúng túng. Điều đó càng làm cho ông ấy tức giận và không đồng ý để con gái lấy một kẻ ăn bám như anh ta. Nhưng ông càng thất vọng hơn khi Stella nói rằng cô không xin phép ông mà chỉ thông báo cho ông biết, sau đó kéo tay bạn trai đi ra khỏi phòng trước sự bất lực của Francis và tiếp tục tiệc tùng. Stella tuyên bố với mọi người ở bữa tiệc rằng họ sẽ tổ chức đám cưới. Cô ấy hôn bạn trai sau đó nhìn cha của mình với ánh mắt đầy thách thức. Đúng lúc đó thì ông hiệu trưởng trường Alexandra đang theo học đi đến. Ông ấy đi tìm Alexandra để tính sổ vì anh ta đã ngủ với vợ ông ấy. Khi ông ấy vừa bước vào bên trong thì Alexandra xuất hiện. Ông ấy càng bất ngờ hơn khi thấy hai đứa con gái của mình hớn hở chạy xuống. Lập tức ông ấy lao vào đuổi đánh Alexandra. Bất lực trước những đứa con hư hỏng của mình, Francis tức giận dẫn đến một cơn đau tim khiến ông ngã gục xuống sàn. Một lúc sau, Francis tỉnh lại trong bệnh viện. Các con của ông cũng đến nhưng thay vì quan tâm, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bố mình, bọn họ lại tranh cãi với nhau về những chuyện ngớ ngẩn cho đến khi Ferruccio ngắt lời và mời họ ra ngoài. Hai tháng sau, ba người con cuống cuồng đi tìm bố sau khi phát hiện thẻ tín dụng của họ đã bị khóa. Đúng lúc đó thì cảnh sát xuất hiện và bao vây ngôi nhà. Họ bắt đầu tịch thu tài sản, đồng thời lục soát và tìm kiếm những người có mặt bên trong. Trong khi ba người con vô dụng sợ hãi không biết phải làm gì thì ông bố xuất hiện với một khẩu súng trên tay. Francis bảo các con đi theo ông ấy, họ lẻn ra ngoài qua cửa sau. Bốn cha con chạy ra ngoài đường, sau đó Francis dùng súng khống chế một chiếc xe dừng lại. Ông ấy cướp chiếc xe và nhanh chóng rời khỏi đó. Trong khi lái xe đến Marseille để trốn sự truy bắt của cảnh sát, Francis giải thích rằng công ty của ông đang bị phá sản, tài khoản đã bị cảnh sát đóng băng và họ sẽ đối mặt với án tù vì tội lừa đảo. Để tránh bị cảnh sát theo dõi, ông ấy đã vứt hết điện thoại của họ xuống đường, sau đó tiếp tục hành trình đến Marseille. Ba người con không khỏi bất ngờ trước cuộc sống khiêm tốn của các tầng lớp hạ lưu ở đó. Họ càng ghê tởm hơn khi Francis đưa họ đến ngôi nhà cũ mà thời thơ ấu ông ấy đã từng sống. Căn nhà tồi tàn rách nát như địa ngục trong mắt ba người. Francis dẫn các con lên một căn phòng đầy bụi bẩn và nói đêm nay họ sẽ ngủ ở đó. Trong khi mọi người bắt đầu cảm thấy đói bụng, họ muốn mua đồ ăn mà họ thích nhưng trong túi không còn một xu. Bánh mì rán là lựa chọn duy nhất cho bữa tối của họ. Trong khi ăn, Francis nói rằng kể từ giờ họ phải ở bên cạnh nhau và phải kiếm một công việc để tồn tại. Ba anh em họ sẽ phải làm những công việc mà họ chưa từng làm trước đây. Sáng hôm sau, Francis đánh thức các con dậy từ lúc 6 giờ sáng và xua họ đi tìm việc làm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, mặc dù nó thực sự kinh khủng nhưng họ buộc phải thích nghi để tồn tại.
Alexandra đến một công trường xây dựng. Sau khi lân la làm quen với những người công nhân, anh ta hồn nhiên lấy đồ ăn của họ rồi ngấu nghiến ăn như người bị bỏ đói. Sau đó còn lấy trộm thức ăn của mọi người rồi chuồn đi. Stella mượn điện thoại của một người đàn ông trên đường và gọi cho Carlos chỉ để khoe rằng cô đang đi nghỉ ở một nơi tuyệt đẹp cùng gia đình của mình. Cuối ngày hôm đó, Alexandra và Philip đều trở về nhà mà không xin được việc làm. Stella thì trở về nhà với một đống đồ hàng hiệu. Hóa ra đó là tiền cô ấy bán chiếc đồng hồ của Philip, nhưng thay vì mua thức ăn, cô ấy lại đi mua sắm cho riêng mình. Hai anh em họ bắt đầu tranh cãi, Philip tức giận đổ xà phòng lên những bộ quần áo cô ấy mới mua. Đúng lúc đó thì hai người hầu cũ là McBride và Mattia xuất hiện, hai người mang cho họ một ít khăn tắm và quần áo theo yêu cầu của Stella. Mattia nói với Stella rằng cô có thể đến nhà hàng của anh ấy để phỏng vấn xin việc, trong khi McBride đưa cho Francis một ít tiền mặt nhưng ông ấy từ chối và dặn bà ấy đừng nói với ai về tình trạng của họ. Ngày hôm sau, Stella đến nhà hàng của Mattia phỏng vấn và được nhận vào làm nhân viên phục vụ. Đã quen với cuộc sống nhung lụa nên cô ấy khá lúng túng với công việc bồi bàn. Cô rất bối rối khi cùng một lúc nhiều khách hàng gọi đồ khiến cô không tài nào xác định được những đồ ăn mà khách hàng order ở từng bàn. Trong khi đó, Philip đến phỏng vấn ở một công ty, nhân viên tuyển dụng rất sốc khi biết anh ta chưa từng có kinh nghiệm, không có bằng cấp gì mà lại đòi hỏi vào làm ở vị trí quản lý cấp cao với một mức lương khủng. Sau khi thuyết phục anh ta bớt ảo tưởng và kỳ vọng về thu nhập của mình, cô ấy đã tạo điều kiện cho Philip được làm tài xế xích lô, một công việc khá khó khăn với Philip vì cân nặng của mình. Do quá nặng nề và chậm chạp nên anh ấy không thể tìm được khách hàng. Một người lái xích lô khác là Marken luôn tranh cướp khách của Philip. Cùng lúc đó, Ferruccio bí mật đến thăm Francis và mang cho ông ấy một chút rượu vang và tôm hùm đắt tiền, nhưng Francis không muốn ăn nó bởi ông cảm thấy không công bằng với các con của ông. Tuy nhiên sau khi Ferruccio thuyết phục, ông ấy cũng miễn cưỡng đồng ý tận hưởng bữa sáng. Bỗng, hai người nghe thấy tiếng động bên trong ngôi nhà liền lấy súng đi vào xem xét thì bất ngờ khi nhìn thấy Alexandra. Francis lập tức đuổi Ferruccio đi và cố gắng dọn dẹp bát đĩa trước khi con trai ông phát hiện ra. Tuy nhiên đã quá muộn bởi vì Alexandra đã nhìn thấy và anh ấy nhận ra vỏ tôm hùm. Nghĩ nhanh về một cái cớ, Francis nói rằng ông ấy đã bắt được nó ở một bãi biển gần nhà để qua mặt Alexandra. Cuối ngày hôm đó, Philip và Stella mang về một ít tiền từ chính sức lao động của họ. Sau khi hai người biết được Alexandra không đi làm mà mắc võng ngủ cả ngày, Philip tức giận mắng anh ta một trận và họ quyết định không chia sẻ bữa tối với anh ấy. Giận dỗi vì bị cả nhà tẩy chay, anh ta nói mình không cần ăn đồ của họ và đi tìm các loại trái cây xung quanh nhà để ăn. Nhưng sự lười biếng khiến Alexandra phải trả giá vì cơn đau bụng đã bắt đầu hành hạ anh ấy. Ngày hôm sau, Francis nói với Alexandra rằng anh ấy có thể ăn nếu giúp ông sửa chữa lại căn nhà của họ. Tại nhà hàng, Stella đã bắt đầu quen với công việc mới của mình. Tuy nhiên cô ấy bị một khách hàng cư xử thô lỗ khiến cô vô cùng tức giận. Cô ấy đi vào bếp và phàn nàn với Mattia. Nhưng anh ấy nói rằng đó chính là cách mà trước đây cô luôn đối xử với những người phục vụ của mình. Vì vậy cô ấy không nên tỏ ra bất bình khi nhận được sự đối xử tương tự. Stella học cách chấp nhận thực tế và trở nên khiêm tốn hơn. Stella làm việc chăm chỉ hơn, cô ấy không quản ngại bất cứ việc gì trong nhà hàng. Sau bữa tối hôm đó, anh em họ bắt đầu tị nạnh nhau về việc ai sẽ rửa bát. Sau một hồi tranh cãi, mọi người nói về cuộc sống của họ khi còn nhỏ. Họ nói rằng Francis là một người cha vô tâm. Ông ấy không biết gì về việc Stella đã từng nhịn ăn cả năm trời để giảm cân, hay Alexandra phải ngồi tù một đêm vì tội hút cần sa của mình. Thậm chí khi Philip nằm viện 2 tuần về bệnh viêm giác mạc, ông ấy cũng không có ở đó chỉ vì ông không muốn hủy chuyến công tác của mình. Francis cảm thấy như thể mình đang bị các con đấu tố. Ông ấy chỉ biết nói rằng đừng đổ lỗi cho bố rồi rời đi. Ngày hôm sau, Philip quyết định đi đến chỗ Marken và thuyết phục anh ta ngừng cướp khách của mình. Sau một hồi tranh cãi căng thẳng, cuối cùng họ cũng trở thành bạn bè của nhau. Trong khi đó ở nhà, Alexandra đang tích cực giúp bố anh sửa chữa hệ thống ống nước. Francis rất ấn tượng và không tin rằng con trai mình có thể làm được điều đó. Hóa ra anh ấy và nhóm bạn của mình đã chuyển đường dẫn nước thải đến vòi hoa sen trong phòng tắm của hiệu trưởng. Francis vô cùng sốc khi biết sự tay ngược của con mình. Trở lại Monaco, Carlos đang ngủ với người bạn thân nhất của Stella. Cô ấy kể với Carlos rằng gia đình Francis đã bị phá sản bởi người trợ lý của ông ấy là Ferruccio đã cuỗm sạch tiền của họ. Nhưng anh ấy vẫn thấy có gì đó sai sai nên quyết định điều tra. Cuối ngày hôm đó, Francis đã xin lỗi các con của mình về sự thiếu quan tâm của ông. Ông ấy kể cho các con nghe về việc mình đã trải qua những khó khăn như thế nào kể từ khi trở thành một ông bố đơn thân. Ba anh em họ nói rằng, trong mắt ông, họ chỉ là những đứa con ngu ngốc và hư hỏng. Nhưng Francis hứa kể từ giờ ông ấy sẽ luôn tự hào về các con. Sau khi được giải bày để cùng hiểu nhau hơn, mọi người đã dành một buổi tối tuyệt vời bên nhau, cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ đầy thú vị. Gia đình Francis bắt đầu quen dần với cuộc sống mới và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Sau một ngày làm việc vất vả,
họ lại được quây quần bên nhau tận hưởng không khí đầm ấm của một gia đình đúng nghĩa mà họ chưa từng có trước đây. Stella đã trở nên hòa đồng và thân thiết với đồng nghiệp của mình. Marken dạy Philip một số thủ thuật để hút khách và họ cùng nhau chia sẻ khách hàng của nhau. Trong khi đó, Ferruccio gọi điện cho Francis và cảnh báo với ông rằng Carlos đã rình mò và điều tra ra sự thật mà họ đang che giấu. Vài giờ sau, anh ta đến gặp Francis và tiết lộ rằng anh ta đã biết tất cả. Francis đề nghị sẽ trả cho Carlos bất kỳ số tiền nào anh ta muốn, đổi lại anh ta hãy rời đi và để họ được yên. Nhưng tham vọng của Carlos là cả gia tài của Francis. Đúng lúc đó thì Stella đi làm về. Carlos nói với ba anh em Stella rằng anh ta đã bán cả gia tài của mình để chuộc lại công ty cho Francis. Không muốn các con phát hiện ra mình nói dối để dạy cho chúng một bài học, Francis đành miễn cưỡng thừa nhận những gì Carlos nói. Mọi người phấn khởi quay trở lại Monaco. Sau khi trở về nhà, Carlos đề nghị tổ chức lễ cưới với Stella. Trong khi đó, Francis rất lo lắng khi biết con gái sẽ kết hôn với một người tồi tệ như Carlos. Ông tham khảo ý kiến của Ferruccio và quyết định sẽ nói sự thật với các con của mình. Carlos biết rằng Francis sẽ không chấp nhận đám cưới của họ nên đã gấp rút đưa Stella đi làm đăng ký kết hôn. Francis gọi điện cho con gái để ngăn cản đám cưới nhưng Carlos nghe máy. Mặc dù bị Francis chửi té tát vào mặt, nhưng anh ta vẫn vờ như mình đang nói chuyện vui vẻ với bố vợ tương lai. Sau đó vội vàng cúp máy và nói rằng cha Stella đã đồng ý cho hai người lấy nhau. Trong khi đó, Francis cùng hai người con trai của mình vội vàng đi tìm Stella để ngăn cô ấy lại. May cho họ là người phụ trách công tác đăng ký kết hôn bị câm nên mọi thứ diễn ra khá chậm. Lúc này, Stella mới phát hiện ra tên thật của Carlos là Kevin. Anh chàng đào mỏ bắt đầu biện minh và cố gắng thuyết phục Stella tiếp tục kết hôn với mình. Đúng lúc đó, gia đình của Stella chạy đến. Francis nói rằng Carlos chỉ muốn tiền của gia đình họ. Tất cả những gì anh ta nói đều là dối trá bởi vì ông chưa bao giờ gặp rắc rối về tài chính. Mọi chuyện là do ông bịa ra để giúp các con nhận ra giá trị thực của cuộc sống mà thôi. Stella tức giận tát Carlos vì sự bỉ ổi của anh ta. Sau đó, những đứa con lần lượt nói rằng họ không muốn gặp lại Francis nữa rồi rời đi. Gần một năm sau đó, Francis vẫn thường xuyên nhận được những tấm séc hàng tháng mà các con gửi cho ông bằng sức lao động của họ. Tuy nhiên, ông ấy sẽ không bao giờ dùng đến nó. Sau khi rời khỏi cuộc họp với các đối tác, Ferruccio đột nhiên lái xe khỏi cao tốc và rẽ vào một con đường khác. Hóa ra ông ấy đưa Francis đến ngôi nhà cũ của ông và không quên chuẩn bị một bó hoa để Francis tặng cho con gái của mình nhân ngày sinh của cô ấy. Các con của ông lúc này đã quen với cuộc sống kham khổ của mình. Tuy nhiên, họ đã có một cuộc sống tự lập và tích cực hơn trước. Mọi người đang vui vẻ thì Francis bước vào. Ông cảm thấy khó xử vì sự xuất hiện của mình làm các con mất vui. Vì vậy, ông ấy chỉ tặng Stella bó hoa và nói lời xin lỗi các con trước khi rời đi. Cuối cùng thì ba anh em họ cũng chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy. Họ cùng nhau ăn mừng sinh nhật của Stella. Không khí gia đình lại trở nên vui vẻ và đầm ấm. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các bộ phim mới nhất nhé. Tạm biệt các bạn.